Hello anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Và trong video này thì mình sẽ nên cho anh em một con ắc 4 triệu. Chính xác nếu như đeo full đồ sẽ là 4 triệu 100.000 lực chiến. Đây mình sẽ đeo full đồ cho anh em. Đây, full đồ nha, 4 triệu 100.000 lực chiến. Khi đeo thần boom thì 4 triệu 7, 4 triệu 070 và đeo thần gà thì sẽ là 4 triệu 100. Đây là một con ác tại server 41, cụm server có Wii Arcadia, nhân vật nữ, và hiện tại là đang bán với giá 8,5 triệu, đã bao phí và có fix cho anh em nào nhiệt tình. Anh em nào cần mua ác thì inbox vào fanpage cho mình theo đường link ở bên dưới phần mô tả để tránh bị lừa đảo nhé. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em qua về cái con ác này nó có những cái gì. Về vũ khí thần thì vừa như ở đầu video anh em cũng thấy rồi, có thần boom phun phụ kiện. Đây mình sẽ đeo lại cho anh em xem nha. Đó rồi, khi đeo thần boom thì sẽ là lực chiến 4 triệu 078 nghìn. Phần tiếp theo đó là về phần trang sức, thì anh em có thể thấy ở đây thì anh em hỏi là tại sao nó đắt như vậy, thì anh em hãy thấy ở đây là đã có một trang sức hủy diệt rồi nha, một trang sức hủy diệt. Anh em cứ tính đơn là một trang sức hủy diệt có giá 30 triệu 35 triệu Việt Nam đồng, và hơn nữa là ở đây còn có đến 3 trang sức bất hủ. Đây là bất hủ sử thi, 3 trang sức bất hủ sử thi cộng với một trang sức bất hủ hủy diệt, à mình xin lỗi, 3 trang sức bất hủ sử thi cộng với một trang sức hủy diệt. Đấy, cái đấy là cái đắt giá đấy anh em ạ. Tiếp theo là đến phần pet. Pet thì hiện tại là ác này đang sử dụng con Michan bậc 4, bậc 3, và hiện tại là đã có 250 trên 400 sách để anh em có thể lên con Michan bậc 4 rồi. Nói chung là nó cũng ổn áp. Con này mà lên được bậc 4 nữa thì cũng tăng được chút ít lực chiến đấy, bởi vì pet thực ra nó không tác động nhiều lắm đâu. Đó, đang dùng vết chính là Michan bậc 4, Michan bậc 3, còn lại là hổ rồng với trâu hồ ni các kiểu, để ác này nhiều anh em yên tâm không phải lo, chó thỏ các kiểu cũng thế thôi. Đó, về phần thú thì có 1, 2, 3, 4, 5 này, có 5 con thú cưỡi một sao tím. Nói chung là đủ để cho anh em lựa chọn. Về phần phù thì dĩ nhiên là phun trang, phun các trang phù đó rồi anh em ạ. Cái tầm này còn không phun phù đó nữa thì chắc là bỏ game đi thôi chứ chơi làm gì nữa. Hiện tại thì trong app đang còn đến gần 200 triệu vàng và 3.700 kim cương. Anh em nào mua sớm thì mình nghĩ là số kim cương này nó cũng vẫn còn thôi. Ok, tiếp theo là đến về phần tu vi. Thì hiện tại là app đang gần full 130 rồi. Cái này là 129, đang tu vi giờ. Mình làm xong video này edit các kiểu, mai đăng là cũng full 130. Ác tu vi full 130 và vẫn còn khá là nhiều nguyên liệu tu vi để cho anh em có thể tăng cấp tiếp nha. Đó, vừa lấy điểm qua một vài vũ khí thần hiện tại đang hot rồi. Giờ thì mình sẽ điểm qua cho anh em là ác này có những vũ khí thần nào nha. Ở đây thì có boom này, vận may, sấm sét, búa thánh, găng rim, gà điên, đế hoàng kiếm, thần địa ngục, búa gió, pháo ion với đao tử thần, gọi là các vũ khí nào mà hot thì đều có hết. Đây, còn về cái gọi là áo hóa thì pháo hích thì áo hóa được 2 bước rồi, địa ngục thì cũng mặc áo hóa được 2 bước, chủ yếu là 2 bước đầu, nó 2 cái sau là hiệu ứng hố bom anh em ạ, chủ yếu là 2 cái đầu là nó đẹp thôi. Đó, tiếp theo cho anh em xem nó là về phần huy hiệu. Đây, huy hiệu thì cũng mắc rồi anh em ạ. Đây, huy hiệu quốc vương này, huy hiệu chí tôn này. Đây, để mình cho anh em xem nó có đúng thực sự nó mắc không nha. Đây, huy hiệu chí tôn đúng chưa anh em, ok chưa? Huy hiệu quốc vương đó đã mắc rồi nha. Và mình không cần cho anh em xem các huy hiệu khác nó mắc hay chưa, bởi vì là phải những cái huy hiệu này nó mắc thì mới mở được huy hiệu ở chỗ này và chỗ này, nên là nói chung là chỉ cần xem 2 cái này nó mắc là về phần huy hiệu là đã mắc rồi anh em ạ. Đó,
Tiếp theo là nhiều anh em là mua app của mình thì khá là để ý đến phần thời trang. Thì mình show qua cho anh em xem cái phần thời trang của app này. Nói chung là nhiều. Đó. Đủ cho anh em đi chơi mỗi ngày mặc một bộ được. Đó. Còn đây là về phần skin. Skin nắc nữ thì nhiều khi mình thấy là nó đẹp hơn nắc nam đấy anh em ạ. Đây, mình bật lên cho anh em xem. Đây, ác này còn có con người nhện này. Những cái xe mà mới ra thì không bao giờ có skin người nhện này nữa nha anh em nha. Đây gọi là hàng hiếm và hàng limit thực tế. Đó. Đây nữa này. Con gấu trúc này giờ hình như cũng không nạp để có được nữa hay sao đấy. Theo như mình nhớ là thế. Đây con này cũng đẹp này. Đó. Cái bộ bát gì này cũng thế này anh em này. Mình thấy gần đây hình như còn không còn xuất hiện nữa hay sao đấy. Đó. Bác này nhiều thời trang thì khỏi phải nói rồi. Tiếp theo là sâu cho anh em về phần danh hiệu. Đây, mấy cái danh hiệu đẹp ở đây đều có hết rồi. Còn đây là phần nạp, đại gia này, quý tộc này. Đây, sâu cho anh em xem tỷ phú này. Hiện tại là đang nạp khoảng 116 đến 120 triệu. Cứ nạp tròn là 120 triệu nha anh em nha. Danh hiệu thì còn thiếu cái này này, thiên hạ chi vương này. Còn hai cái này thì khó đạt được. Ba cái ở dưới này thì đều có khả năng. Còn hai cái này thì khó rồi. Hầu như là không thể để đạt được hai cái danh hiệu này. Đó. Tiếp theo sâu cho anh em xem về phần đá nguyên tố. Đó, đá nguyên tố thì anh em cứ nhìn sơ qua là sẽ hiểu rồi. Có một hộp cam, còn lại là full tím 123. Đó. Cánh, đúng rồi đấy, quên phần cánh này anh em ạ. Cánh hiện tại đang dùng hàn băng rực cam. Ở đây thì cũng có cánh chết chóc cộng 2, 3 cánh nữa thì nên tím. Cho anh em nào thích chơi chết chóc thì mua, thích chơi cánh chết chóc thì mua ác này nạp thêm mà cũng được, không có vấn đề gì cả. Nói chung là nó cũng hợp lý thôi. Giá 8 triệu rưỡi đã bao phí nha. Và có fix cho anh em nào nhiệt tình. Đây, cho anh em xem về phần kho đồ không có gì không. Để quả đã đúc lại. Hết rồi, thực ra không có gì cả. Cần xem về cái vấn đề gì nữa không ta. Đây, về phần bảng xếp hạng thì đang đứng top 11 server nha anh em này. Cũng không phải quá thấp mà cũng không phải là quá cao gì cả. Tầm vừa phải ok. Đó, quân hàm hiện tại đang top 30. Thế đây thì nên là thế mình mới nói là giờ mấy cái danh hiệu quân hàm thì bó tay rồi, không lấy được. Pet, pet để mình xem nha. Xem với một con pet bậc 3 thì đứng ở khoảng bao nhiêu, top bao nhiêu. Để mình xem được chiến của nó đã 450k. Rồi ta ơi, sao không thấy ở đây ta. Đáng lẽ nó phải ở tầm này chứ nhỉ. Có gì đó sai sai. 450.000 lực chiến. Anh em nào mà xem video tinh mắt thì nhớ chỉ cho mình biết với nha. Đây khoảng 450.000 ở đoạn này rồi đây. Ừ, cái này sắp xếp xếp buồn cười ghê ta. 450 nhảy lên trên 408. Chưa hiểu nó sắp xếp kiểu gì lắm anh em ạ. À, đây 450k. Đấy anh em thấy đấy, mặc dù là bét bậc 3 nhưng mà cũng không phải là yếu đâu nha anh em nha. Đó. Nhà mình chưa hiểu ấy, kiểu cách sắp xếp của pet này cho lắm lộn tùng phèo ấy cả lên. Đó, về phần pet rồi này, cần xem về vấn đề gì nữa không ta. Đại gia xem có tích xúc sắc không. Ác này thì còn 32 xúc sắc ngẫu nhiên và 6 xúc sắc cam thôi. Có vẻ là không tích xúc sắc thôi. Biên luyện tập này,
khá, còn khá là nhiều. Đó là mình giới thiệu qua cho anh em về con ắc đang cần rao bán với giá 8 triệu rưỡi, đã bao gồm cả phí, và có fix cho anh em nào nhiệt tình, anh em nào mua ắc inbox cho mình theo đường link fanpage ở bên dưới phần mô tả để tránh bị lừa đảo nha. Và nói qua cho anh em về cách giao dịch đó, anh em sẽ chuyển khoản cho mình check ok, sau đó là anh em sẽ gửi thông tin Gmail và số điện thoại của anh em cho mình, và mình sẽ thêm vào bảo mật của các này, cả số chứng minh thư nữa nha, mình sẽ thêm vào bảo mật của cái ắc này cho anh em, và 100% ắc sẽ thuộc quyền của anh em, ắc sẽ 100% thông tin là thuộc về anh em luôn, ngày tháng năm sinh, thông tin các kiểu là sẽ 100% là của anh em nha, nên anh em yên tâm không phải lo về cái vấn đề gọi là bị bách lại ắc hay là thế nào cả, chắc chắn nha, 100% đảm bảo không bị bách lại ắc. Ok nha anh em nha, 8 triệu rưỡi đã bao gồm phí, có fix cho anh em nào nhiệt tình và bao đổi thông tin luôn nha. Anh em nào mua ắc inbox vào fanpage cho mình theo đường link ở bên dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh để mình sớm đạt 7k sub nha mọi người. See you again, cảm ơn mọi người rất nhiều, see you again.